Có ai đó đã từng nói, quá khứ là thứ không thể thay đổi được. Rốt cuộc cô nói ngắn gọn là cô muốn cái gì? Anh chậm dòng tôi thử xem. Gì? Nè, thử đi. Đi, nó chạy nhanh nè. Mỗi lần tôi nhập vào anh thì thời gian chạy nhanh nhẹ nè. Tức là số thời gian còn lại sẽ ngắn dần. Trong vòng 49 ngày, nếu tôi không khôi phục được ký ức thì tôi sẽ tan biến mãi mãi. Nói thiệt hả? Thì tôi gặp anh làm gì? Tôi là ma mà còn ham muốn gì nữa trời. Ai biết lỗi của ham muốn ám tôi hoài sao? Sao cái thằng này nhìn quen quen ta? Ơi, câu cá á. Khủng quá, câu cá gì giờ này? Tao câu cá á. Nửa đêm ai mà câu cá? Câu cá á. Điên quá, ta đi bộ thì đi câu cá gì? Nửa đêm ai mà câu cá? Hợp á. Khủng á. Bà nó quen đúng không?